Tôi biết là có nhiều quý vị khán giả trong những ngày Tết thì thường là giờ giấc sinh hoạt sẽ bị đảo lộn và không khí vui vẻ trong những ngày đầu năm cũng khiến cho quý vị ăn nhiều hơn, thậm chí là còn bỏ bê những động tác thể dục nữa. Vì vậy mà tiểu mục tư vấn thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tư vấn của môn bóng rổ, một cách vận động rất hữu ích để cho quý vị khán giả có thể duy trì được sức khỏe và duy trì được vóc dáng của mình. Ta lại gặp nhau trong tiểu mục tư vấn bóng rổ. Ở số trước thì các bạn đã làm quen với kỹ thuật dẫn bóng đổi hướng tay sau lưng. Và ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một kỹ thuật nâng cao khác, đó là dẫn bóng xoay 360 độ ở tay. Đây là một kỹ thuật cũng rất là đẹp mắt và cái mức độ khó của nó thì cũng giống như ở trong số trước, giống với kỹ thuật dẫn bóng đổi tay sau lưng. Để thực hiện kỹ thuật này thì tôi muốn nhắc lại cho các bạn ba cái chú ý mà tôi đã nói, đó là về khoảng cách. Thứ hai, đó là về các cái kỹ năng cơ bản trước khi bước vào tập luyện động tác này là dẫn bóng và nhồi bóng. Cuối cùng, luôn luôn giữ thăng bằng bằng cách hạ thấp trọng tâm, ổn định trước sau của cơ thể. Ngoài ra còn một điểm nữa mà các bạn cần đặc biệt lưu ý khi thực hiện động tác này, đó là chúng ta tránh tuyệt đối phạm luật lật bóng. Đây là một luật rất cơ bản trong bóng rổ mà thông thường những người mới chơi khi tập luyện những động tác khó sẽ rất hay mắc phải. Để chúng ta cố gắng đập bóng càng nhanh càng tốt và khi xoay chúng ta đổi chân giữ thăng bằng. Vì là động tác khó cho nên là tốt nhất chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để tập luyện đối với những động tác này. Và tiếp tục lại phải nhắc lại nữa, đó là chúng ta hãy cố gắng trau chuốt những kỹ thuật cơ bản trước đó là dẫn bóng và nhồi bóng trước khi bước vào tập luyện. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.